Cô đừng cảm thấy tôi nói nặng lời. Tôi cảm thấy tôi là người hiểu anh ta nhất trên đời này. Anh ta là người làm ăn, lợi ích đặt hàng đầu. Thái độ của anh ta đối với cô hoàn toàn quyết định bởi giá trị thương mại của cô khi cô vinh quang. Chuyện gì anh ta cũng có thể theo cô. Nhưng khi cô mất đi giá trị, anh ta sẽ thẳng chân đá cô đi. Trước đây anh ta đối với tôi như vậy, cũng từng đối với cô như thế. Cô không cảm thấy người này nên sớm rời đi sao? Đây là thành ý của tôi. Điều kiện tôi đều để trống. Bài phát biểu vừa rồi của sếp Tưởng đúng là dõng dạc hùng hồ. Đương nhiên rồi, đáng tiếc không thật. Một ngày không gặp, năng lực đổi trắng thay đen này của sếp Từ lại tăng lên rồi. Trái lại sếp Tưởng không có gì nâng cao, vẫn không có tình người. Tôi tốt bụng giúp Lương Sản. Anh không nên cảm ơn tôi sao? Anh chắc chắn anh tốt bụng hả? Đối với anh đương nhiên là không. Chúng ta nói thẳng đi. Anh chủ động tiếp cận Lương Sản, rốt cuộc là vì sao? Anh không cảm thấy tôi và cô ấy giống cùng một kiểu người hơn sao? Anh và cô ấy, anh có hiểu lầm gì về cô ấy phải không? Ờ không đúng. Anh là có hiểu lầm gì về bản thân mình phải không? Anh biết dáng vẻ hiện giờ của anh giống gì không? Giống đang ghen. Đồ thần kinh. Sếp Tư, sao cô không tới nghe tôi diễn thuyết? Nghe nói kín chỗ, đến cũng không có chỗ ngồi. Nếu cô tới chắc chắn tôi sẽ sắp xếp chỗ VIP cho cô. Chào cô, xin hỏi cô muốn uống gì? À, giống anh ấy là được. Vâng. Vào thẳng vấn đề đi. Sếp Từ tìm tôi có chuyện gì? Gia nhập Ngạo La đi. Sếp Từ, anh đừng đùa chứ. Tôi không đùa. Dù sao vấn đề tôi đã đưa ra rồi. Còn có vào thẳng hay không thì phải xem lại cô. Tôi có nguyên nhân. Thứ nhất, Ngạo La cần người giống như cô, streamer sáng tạo nội dung có năng lực. Thứ hai, sau khi hợp tác livestream với cô, tôi cảm thấy rất vui vẻ. Tôi hy vọng tiếp tục hợp tác với cô. Tôi cảm thấy năng lực của cô với tài nguyên hiện giờ ở Lan Châu mà cô có được rất không tương xứng. Nguyên nhân là vì cô không theo một người sếp tốt. Tuy ở sau lưng nói xấu Tưởng Lan Châu là có chút không đúng, nhưng mà so với chuyện năm đó anh ta làm với tôi mà nói, tôi không thấy áy náy chút nào. Vậy sao? Thật ra rất lâu trước đó chúng tôi đã quen nhau. Lúc đó vì hợp nhau nên quyết định cùng lập nghiệp. Tôi là streamer, anh ta phụ trách thương vụ. Điều kiện lúc đó không tốt. Chúng tôi đã cùng thuê một căn nhà rất bé, mỗi ngày cùng ăn cùng ở. Điều vô cùng thú vị là lúc đó chúng tôi chỉ có một chiếc áo vest, cho nên ban ngày anh ta mặc đi gặp khách hàng, buổi tối tôi mặc đi livestream. Ngày tháng khổ thì có hơi khổ, nhưng cũng rất vui. Sau này Lan Châu làm ăn lớn, có rất nhiều streamer mới tới. Anh ta không cần tôi nữa, liền ép tôi tới Ngạo La. Vì tôi đã mang theo team livestream của mình. Anh ta cảm thấy tôi có lỗi với anh ta, đã đào người của công ty, nên nói xấu tôi khắp nơi với khách hàng. Cô đừng cảm thấy tôi nhiều lời. Vì hiện giờ ở Lan Châu còn có một vị trí chuyên chú ý động tĩnh của tôi, tiến hành tấn công chính xác vào tôi. Thật ra ban đầu tôi tiếp cận cô chính vì không bỏ qua một cơ hội có thể khiến cho anh ta tức tối. Sếp Từ à, có phải có hiểu lầm về tôi không? Tôi có thể khiến anh ta tức tối chuyện gì? Có điều tôi rất bất ngờ, anh rất thẳng thắn. Tôi thành tâm muốn mời cô, cho nên không có gì không thể nói. Cảm thấy tôi cần phải nhắc nhở cô. Đi theo người giống như Tưởng Lan Châu, cho dù cô trở về tầng 7 của Lan Châu, cô cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Cô đừng cảm thấy tôi nói nặng lời. Tôi cảm thấy tôi là người hiểu anh ta nhất trên đời này. Anh ta là người làm ăn, lợi ích đặt hàng đầu. Thái độ của anh ta đối với cô hoàn toàn quyết định bởi giá trị thương mại của cô khi cô vinh quang. Chuyện gì anh ta cũng có thể theo cô. Nhưng khi cô mất đi giá trị, anh ta sẽ thẳng chân đá cô đi. Trước đây anh ta đối với tôi như vậy, cũng từng đối với cô như thế. Cô không cảm thấy người này nên sớm rời đi sao? Đây là thành ý của tôi. Điều kiện tôi đều để trống. Được rồi, xếp từ. Được. Được, hai anh chị đến nhìn ống kính. Được rồi, chúng ta nhìn thẳng nhau một chút. Nhìn một lần thì chụp ảnh. À, chờ chút. Ghim cài của cô đeo ngược rồi. Đây là thiết kế của tôi. Đeo đúng thì mới đẹp. Không sao. Tiếp tục đi. Được. Được rồi, thêm một tấm nữa. Chụp thêm một tấm. Được rồi, được rồi anh chị, cảm ơn. Nào, chạm một cái đi. Chúc mừng chúng ta được top 1. Không chỉ được top 1 mà còn được giải thưởng sáng tạo nhất. May mà có ý tưởng tốt của cô. Chủ yếu là ánh mắt nhìn tốt, chọn ý tưởng của tôi. Nào, lấy hai cốc cà phê cho chúng tôi, được. Cô có phát hiện thật ra giữa hai chúng ta hôm nay có rất nhiều điểm chung không? Tin là sự hợp tác sau này của chúng ta sẽ vô cùng vui vẻ. Sếp Từ, cảm ơn anh. Cảm ơn tôi cái gì? Thật ra tôi đã nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ tiếp tục ở lại Lan Châu. Tại sao cô vẫn chọn Tưởng Lan Châu? Anh có còn nhớ hôm chúng tôi kết thúc live stream đã uống rượu với nước đá không? Nhớ. Sao vậy? Nhìn chúng có vẻ rất giống nhau, nhưng trên thực tế có nhiều điểm khác nhau. Chúng ta cũng vậy. Nhìn thì có vẻ như có rất nhiều điểm chung. Khát vọng thành công, khát vọng hào quang. Nhưng thực chất chúng ta không phải cùng một kiểu người. Thật ra chúng ta cũng chưa tiếp xúc với nhau bao lâu. Cô đưa ra kết luận như vậy, liệu có hơi vội vàng không? Không phải anh nói với tôi cần một ông chủ tốt sao? Có lẽ Tưởng Lan Châu không phải, nhưng anh ấy là một đồng đội rất khá. Ít nhất anh ấy sẽ không nói với tôi cài áo phải đeo thẳng thì mới đẹp. Nếu cô nói như vậy, vậy thật ra chúng ta là cùng một kiểu người đấy. Tôi cũng rất ghét bị người khác điều khiển, nhưng tôi không thích điều khiển người khác. Nhưng mà tôi thật sự rất hiếu kỳ. Anh muốn làm khó Tưởng Lan Châu. Vậy người anh nên lôi kéo bây giờ không phải là Lyria sao? Tại sao lại tới tìm tôi chứ? Cô muốn biết sao? Tôi sẽ cho cô biết. Cô đã không tới Ngạo La nữa rồi. Vậy tôi không cần phải nói nhiều nữa. Vậy được. Chị Sản, hẹn gặp lại sau. Lương Sản còn mặt mũi làm việc lại nữa à? Cô ta còn muốn bao nhiêu nhân viên nhập viện nữa? Những streamer xấu xa mà cút khỏi giới đi. Tạm không nói đến lịch sử đen tối của cô ấy, Lương Sản cũng có thực lực lắm chứ. Kết hợp với Từ Doanh, khí thế không thua chút nào. Chào mọi người. Tôi từng là streamer của Lan Châu, từng có hợp tác với team của Lương Sản. Trong hoạt động 717, do sai sót cá nhân trong công việc của tôi mà bị điều tới phòng livestream của Lương Sản. Nhưng mà tôi lại vô cùng bất mãn. Sau này khi Lương Sản rơi vào sóng gió dư luận, tôi đã cố ý cắt ghép lời nói của Lương Sản trong cuộc họp nội bộ, đảo lộn trắng đen, đánh lừa tai mắt quần chúng, cố ý dẫn dắt dư luận. Sau chuyện đó tôi thật sự đã kiểm điểm sâu sắc lỗi lầm của mình. Tại đây tôi công khai xin lỗi mọi người và Lương Sản, đồng thời sẽ úp lại bản ghi âm đầy đủ chưa cắt ghép ở đây. Cũng hy vọng mọi người đọc được bài viết này của tôi có thể tát chị Sản vào giúp tôi. Chị Sản, tôi xin lỗi.
Trương Bằng Trình. Alo Tiểu Trương. Alo chị Sản. Cô đã xem bài thanh minh của Cao Tề chưa? Ừ, tôi đang chuẩn bị lên mạng đăng bài thanh minh đây. Chuyện lần trước thật sự không phải lỗi của cô. Sức khỏe của anh vừa mới khỏe, cứ nghĩ đi. Đừng để tâm tới chuyện này nữa. Tôi cũng không quan tâm bọn họ nói gì về tôi đâu. Không sao, bạn gái của tôi đã nói rồi. Lần trước cô ấy lên thanh minh không ai chú ý, lần này là một cơ hội tốt, nhất định phải nói rõ mọi chuyện. Vậy thì cảm ơn anh nha. Vậy cô làm việc đi, tạm biệt. Tạm biệt. Tưởng soái, anh đã xem bài thanh minh của Cao Tề rồi chứ? Tôi có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Đã xác định được bản ghi âm là do Cao Tề cắt ghép rồi à? Hoàn toàn chính xác. Nhưng lúc đó điều tra khắp công ty cũng không điều tra ra mà. Sếp Tưởng chưa từng từ bỏ, vẫn luôn âm thầm điều tra. Cho tới khi Cao Tề để lộ sơ hở trong vụ Lan Châu tuyển chọn, sếp Tưởng mới tìm ra được cô ta. Vậy anh ta đã biết từ lâu rồi à? Vậy tại sao anh ta lại không sớm nói cho tôi biết? Sếp Tưởng không cho tôi nói. Tại sao? Đây còn không phải là phong cách bao lâu nay của anh ấy à? Chị Sản à, cô có hiếu kỳ tại sao Cao Tề lại đăng bài thanh minh vào lúc này không? Sao đây? Tưởng Lan Châu bảo Cao Tề đăng như vậy à? Sếp Tưởng, Ngạo La bắt đầu tung tin Lan Châu chúng ta đã làm mai một nhân tài. Có cần đáp trả không? Tới lúc đáp trả rồi. Sau đợt livestream lần này của Lương Sản, độ hot nhất định một lần nữa tăng cao. Đối với cô ấy là một cơ hội rất hiếm có. Những nghi vấn trước đây cũng sẽ trở lại. Phải để cho Cao Tề ra mặt. Thanh minh vụ ghi âm giải thích cho rõ ràng. Lúc đó Cao Tề bị tìm ra đó, công ty không hề truy cứu trách nhiệm hoặc là yêu cầu bồi thường kinh tế gì. Sếp Tưởng vẫn luôn chờ một cơ hội để cô ta chuộc tội. Rốt cuộc mọi người còn giấu tôi bao nhiêu chuyện nữa? Còn một chuyện nữa. Con nhím. Con nhím này là món quà sinh nhật mà sếp Tưởng muốn tặng cho cô. Sau đó thì không tặng được. Anh ấy đã nuôi trong phòng làm việc của mình.